Cảnh báo gia tăng tấn công mạng vào ngành tài chính, ngân hàng, ví điện tử, tiền ảo và NFT là đích ngắm. Goldman Sachs tiếp tục ưu ái tài sản kỹ thuật số khi đưa hẳn mô hình tài chính mới này lên trang chủ của công ty. Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia tuyên bố quốc gia sẽ không chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ. Lại thêm một dự án trên Solana bị hack, thiệt hại 52,8 triệu đô la Mỹ. Liệu SOL có đang thật sự an toàn? Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Mới đây, trong báo cáo tổng hợp về tình hình an toàn thông tin, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC nhận định rằng tấn công có chủ đích bằng mã độc tống tiền, tấn công âm thầm vào các ứng dụng công nghệ và tấn công lừa đảo trong ngành tài chính ngân hàng là ba xu hướng nổi bật năm nay. Trong khi đó, theo các chuyên gia bảo mật, nhiều mã độc mới sẽ được thiết kế để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử. Cụ thể, theo nhận định của các chuyên gia từ hãng bảo mật Fortinet, cướp tiền từ giao dịch chuyển khoản đã trở nên khó khăn với tội phạm mạng do các tổ chức tài chính đã mã hóa những giao dịch và yêu cầu xác thực đa yếu tố, ngược lại các ví tiền điện tử khi kém an toàn hơn. Ví cá nhân có thể không thực hiện những giao dịch có giá trị quá lớn, song các doanh nghiệp cũng sử dụng ví điện tử nhiều hơn. Bởi vậy, chuyên gia Fortinet dự báo sẽ có nhiều mã độc được thiết kế đặc biệt nhắm vào các thông tin ủy nhiệm được lưu trữ nhằm chiếm đoạt tiền từ ví điện tử. Goldman Sachs đã cập nhật lại trang chủ của mình để thêm một số lựa chọn mới, bao gồm tiền điện tử và Metaverse. Trang đích của ngân hàng hiện có nội dung từ crypto đến Metaverse, khám phá các xu hướng mới đang định hình lại các nền kinh tế. Bên dưới thông báo trên là nút khám phá chủ đề, dẫn đến một loạt tài nguyên mà Goldman đã xuất bản trên Metaverse, Web 3.0, tiền điện tử, Web phi tập trung, Blockchain và các chủ đề khác liên quan đến nền kinh tế kỹ thuật số. Nhiều người bày tỏ sự không hài lòng với động thái của Goldman Sachs khi đưa tiền điện tử và Metaverse lên trên các chủ đề khác trên trang chủ của công ty. Một số chỉ ra rằng Goldman Sachs đã có một pha lật mặt táo tợn khi trước đây chính công ty này đã không nhận tiền điện tử là một loại tài sản. Trong ngày 22 tháng 3 vừa qua, cộng đồng nhà đầu tư đã rất kỳ vọng vào thông tin Malaysia có thể trở thành phiên bản El Salvador tiếp theo thông qua đề xuất áp dụng Bitcoin làm tiền tệ và hợp pháp hóa một số trường hợp sử dụng NFT của Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia. Tuy nhiên, vị Thứ trưởng Bộ Tài chính của đất nước này đã bác bỏ những suy đoán, phản đối ý tưởng áp dụng Bitcoin làm phương thức thanh toán cũng như công nhận BTC là tiền tệ trong cuộc họp quốc hội vào ngày 24 tháng 3. Ông tuyên bố các đồng tiền mã hóa như Bitcoin không thích hợp để sử dụng làm công cụ thanh toán do nhiều hạn chế khác nhau, đặc biệt là tính rủi ro do biến động mạnh và những mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn. Thay vào đó, ông cho biết Malaysia sẽ tập trung vào việc phát hành CBDC, đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. ExxonMobil đã ký thỏa thuận với Crucial Energy để sử dụng khí dư thừa từ các giếng dầu ở Bắc Dakota nhằm vận hành các máy khai thác Bitcoin BTC. Dự án được báo cáo sử dụng 18 triệu feet khối khí tự nhiên mỗi tháng, chiếm khoảng 0,4% tổng hoạt động của gã khổng lồ dầu khí tại bang này. Công ty đã khởi động chương trình thử nghiệm vào tháng 1 năm 2021 và hiện đang xem xét mở rộng sang 4 quốc gia khác là Nigeria, Argentina, Kenya và Đức, bên cạnh việc triển khai một dự án tương tự như vậy ở Alaska. Trước đây vào tháng 2, một gã khổng lồ dầu khí khác là ConocoPhillips cũng đã đặt chân vào lĩnh vực khai thác Bitcoin thông qua hình thức này. Dựa trên dữ liệu thống kê của Argos Media, Crucial Energy đã vận hành 60 trung tâm dữ liệu khai thác tiền mã hóa trên khắp 4 bang của Hoa Kỳ tính đến tháng 9 năm 2021, được cung cấp bởi khí đốt tự nhiên. Điều thú vị là nhờ vào giải pháp độc đáo trên, Crucial Energy đã giúp giảm lượng khí thải CO2 lên đến 63%. Mặt khác, nền tảng nghiên cứu crypto hàng đầu Messari cũng đã xác nhận rằng nguồn năng lượng từ khí dư thừa có thể trở thành phương tiện rất tốt giúp các thợ đào tận dụng vì tính chất tái sử dụng của chúng. Tối ngày 24 tháng 3, câu lạc bộ bóng đá Liverpool cho biết đã hợp tác với nhà đấu giá danh tiếng Sotheby's để ra mắt bộ sưu tập NFT riêng mang tên LFC Heroes Club. LFC Hero Club sẽ được chia làm hai loại. Đầu tiên là các NFT Hero với các đặc tính Match Mode, Fresh Mode và Super Mode với giá mua là 75 đô la Mỹ trên một NFT. Ngoài ra sẽ có 24 NFT huyền thoại đại diện cho 24 cầu thủ đang thi đấu trong đội hình chính của Liverpool. Những NFT này đều sẽ được đấu giá trên Sotheby's vào ngày 30 tháng 3 tới. Liverpool tuyên bố sẽ chi 50% doanh thu từ buổi đấu giá các NFT huyền thoại, 10% doanh thu từ các đợt bán NFT Hero và 10% doanh thu bán lại các NFT được quyên góp cho LMC Foundation, tổ chức từ thiện của đội bóng. Lữ đoàn đỏ còn khẳng định rằng các NFT của họ được tạo ra trên nền tảng Polygon, blockchain có mức tác động lên môi trường thuộc hàng thấp nhất trong ngành tiền mã hóa.
việc tạo ra một NFT trên Polygon chỉ gây phát khí thải nhà kính tương đương với hành động gửi đi 2,5 email, thấp hơn 10 lần so với Ethereum. Cơ quan an ninh liên bang FSB và Bộ Nội vụ tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga đã xác định những kẻ tình nghi của tổ chức lừa đảo tiền điện với cam kết lợi nhuận lên tới 500% mỗi năm. Theo nguồn tin được nhật báo kinh doanh Nga Commerzbank trích dẫn, các nghi phạm là đại diện của dự án Jura Global. Ngoài ra, Dagestan, nhóm người này đã thành lập văn phòng ở các khu vực khác của Nga, Kazakhstan ở Trung Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, các nhà chức trách đã bắt giữ 4 người vào tháng Giêng vừa qua. Tất cả đều là công dân Nga, những người được cho là đứng sau kế hoạch Ponzi. Các đối tượng hiện đang bị quản thúc. Các bị cáo có thể đối mặt với án tù lên đến 10 năm cùng với khoản tiền phạt tương đối cao. Các ước tính sơ bộ cho thấy thiệt hại của nạn nhân lên tới 1 tỷ rúp hoặc hơn 1 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Ứng dụng DeFi trên nền tảng Solana là Casio Dollar Cash giao thức cho phép người dùng đúc stablecoin trực tiếp đã bị tấn công. Theo một tài khoản nhà nghiên cứu crypto của sàn giao dịch Bybit, Casio đã mất khoảng 52,8 triệu đô la Mỹ trong vụ hack. Ngay sau đó, nhà phát triển đã khởi chạy nền tảng tiền phi tập trung, đã lên Twitter để tuyên bố với cộng đồng rằng đội ngũ dự án đang điều tra các vấn đề xảy ra trên Casio. Hóa ra đó là một trục trặc trong quá trình tạo ra token vô hạn, một sai sót lập trình khá nghiêm trọng từ các nhà phát triển Casio, cho phép hacker này đúc token mà không cần cung cấp tài sản thế chấp. Do đó, tin tặc đã lợi dụng lỗ hổng để đúc 2 tỷ cash từ 2 tỷ token không xác minh của mình. Trong số 2 tỷ cash đó, hacker đã sử dụng nhiều nền tảng của Casio để đốt một phần token cash mới được đúc cho tất cả các LP token đại diện cho USDT và USDC trong các khoản tiền gửi của Casio nhằm hút thanh khoản một cách hiệu quả. Sau đó, hacker hoán đổi số LP token này thông qua giao thức Shabelle với giá lần lượt là 16,4 triệu USDC và 10,8 triệu USDT. Stargate Finance là giao thức cho phép người dùng luân chuyển tài sản giữa nhiều blockchain và layer 2 khác nhau, hỗ trợ Ethereum, Avalanche, Optimism, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism và Phantom. Ngoài ra, Stargate còn mở các pool thanh khoản stablecoin với mức lãi suất hấp dẫn từ 25-31%, và đây được cho là động lực chủ đạo khiến người dùng DeFi đổ xô đến dự án này. Khác với các giải pháp cầu nối cross-chain khác, Stargate không sử dụng phương pháp wrap token, mà ví dụ như tạo token SPL đại diện cho ETH để giao dịch trên Solana, để di chuyển các tài sản trên nhiều blockchain. Thay vào đó, Stargate sẽ sử dụng cơ chế Omni-Chain Token, tức là các tài sản gốc trên Layer 0, để vừa đảm bảo vấn đề bảo mật, vừa tăng tốc độ giao dịch. Tính đến chiều ngày hôm qua, giá trị khóa lại TVL của Stargate Finance cầu nối Multi-Chain mới được triển khai trên nền tảng Layer 0 vào ngày 16 tháng 3 đã vượt ngưỡng 2 tỷ đô la Mỹ. Sau đây là những tin vắn đáng chú ý trong ngày. Decentraland đã khởi động tuần lễ thời trang Metaverse, sự kiện đánh dấu bước chuyển mình đột phá giữa lĩnh vực thời trang và blockchain. Tại sự kiện kể trên, nhiều thương hiệu nổi tiếng như Estée Lauder, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana và Forever 21 đều điền tên mình vào danh sách người tham dự. Thực tế, họ đã chuẩn bị nhiều tuần nhằm lên kế hoạch chi tiết nhất cho chiến lược quảng bá sự hiện diện của mình trong Metaverse. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các buổi trình diễn thời trang, phòng trưng bày và bảng điều khiển do nhiều thương hiệu tổ chức sẽ xuất hiện trên một góc mới phát triển của Decentraland, được gọi là khu thời trang, cho đến hết ngày 27 tháng 3. Bằng truy cập trang web và kết nối ví Ethereum, bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm tuần lễ thời trang Metaverse. Trang web sẽ cung cấp tọa độ đến nhiều địa điểm khác nhau, nơi người dùng có thể tự do trải nghiệm theo sở thích của cá nhân mình. Arlet vừa thông báo đợt bán Power Ranger NFT lần đầu tiên trên Arlet.card vào lúc 7 giờ tối ngày 7 tháng 4 năm 2022. Trong lần ra mắt này, Arlet sẽ kết hợp với series Gen Ranger, bộ phim gốc của loạt phim Mighty Morphin Power Ranger thú vị, sự kiện đánh dấu bước đột phá đầu tiên của Arlet trong tầm nhìn cung cấp các sản phẩm có thương hiệu được công nhận và giới hạn, trao quyền cho cộng đồng giao dịch, stalking và chiến đấu với các NFT khác trong vũ trụ ảo. Moon Tricking, Ruler of the Land và Space Adventure Cobra cũng đã bắt tay với Arlet. Trước thêm testnet vào ngày 31 tháng 3, Cyberium, một gamefi lấy chủ đề với thể thao giả lập, vừa khởi động một giải đấu mini mang tên Bridge Challenge. Đây là cơ hội dành cho tất cả những ai gia nhập nền tảng sớm vừa có những giây phút giải trí miễn phí, vừa nâng cao cơ hội giành nhiều phần thưởng hấp dẫn lên đến 30.000 đô la Mỹ cùng những sweat whitelist giới hạn có giá trị. Được biết, chương trình sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 4 năm 2022.
Popstar Madonna đã mua tài sản không thể thay thế NFT nằm trong bộ sưu tập Proud Double trị giá hơn nửa triệu đô la. Ca sĩ 63 tuổi chia sẻ trên Instagram vào tối thứ Năm, cô đã tham gia vào lĩnh vực tài chính kỹ thuật số bằng cách mua Proud Double mã thăng 4988. Nữ ca sĩ mô tả đây là một chú khỉ hoạt hình với bộ lông thú vị và một chiếc mũ S&M. Trong bài đăng, cô ấy cảm ơn MoonPay, một thanh toán tiền điện tử đã đại diện cho những người nổi tiếng mua các NFT giá trị từ cuối năm ngoái. Thị trường tiền mã hóa chiều nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Vốn hóa thị trường tính đến 5 giờ chiều cùng ngày đang giữ ở mức 2.08 nghìn tỷ đô la, tăng 1,7% so với ngày hôm qua. Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mốc 44.011 đô la, tăng 2,1%. Ethereum cũng ghi nhận mức tăng đáng kể 2,2%, hiện đang trao đổi trong khoảng 3.123 nghìn đô. Binance Coin đang giữ ở mức 412 đô la. Nếu cảm thấy bổ ích, đừng quên like, share, đăng ký kênh để nhận được những bản tin mới nhất về tình hình thị trường crypto trong 24 giờ qua. Xin chào và chúc mọi người có buổi tối tốt lành.